Vâng, hôm nay ngày 14 tháng 4, tức là ngày thứ 6. Như thường lệ, buổi sáng hôm nay em lại lên cho các bác hai em quạt. Một em là Sanio cánh ngọc sải cánh 35, và một em quạt sáp quạt lửng có sải cánh 30. Và sau đây em xin đi chi tiết từng em một. Em thứ nhất là em quạt sắt. Đấy. Có chiều cao 85 cm. Gang sắt toàn tập bầu nhựa. Đấy. Đây em xin chi tiết luôn. Em này có 4 bàn phím, 3 chế độ gió. Đây là cái nước lau em lau chưa sạch. Đấy. Phím sắt. Bàn đế sắt hết các bác nhé. Sắt toàn tập. Mỗi bầu nhựa này, bầu nhựa cánh nhựa các bác nhé. Đấy. Em quay luôn. Đây. Chủ của em đây. Úp trụ nóc sáng choang. Đấy. Lồng trước lồng sau là lồng sơn. Chóp tên lửa cánh xoắn. Đấy, lồng này cho chất gió rất là ok các bác nhé. Đấy. Có người gọi là chóp tên lửa, có người chóp gọi là chóp bóng chuột. Đấy, lồng sơn. Đấy. Có cánh em bao lành tít. Đấy. Bầu nhựa, túp năng và bênh thôi nhé, rất ok các bạn. Đây, có cánh nhìn như mới luôn, nó chứ 70-80 năm mà gần như là nó không có một cái lỗi nào. À, có một lỗi các bác nhé. Đây. Thế nó bị vết đất nhé, vết đất hàn, em đã hàn bên trong rồi, còn bên ngoài thì nó còn cái vết đất này, để nguyên si cho nó hàn vào thì nó xấu. Đấy, còn ngoài ra rất ok các bác nhé. Đấy, cái tổng thể em này thì quá ok, có sải cánh 30, cánh gọi là cánh mà xong rồi. Giờ sau đây em xin test chức năng của em luôn. Em bật số 1. Đấy, đồng thời bật công năng. Đấy. Con này thì là số là 1 là số to. Số 3 này là số bé. Số ngược các bác nhé. Đấy. 1 là số to, 3 số là 3 là số bé. Chạy rất êm các bác ạ. Đấy, em bật chế độ to nhất đi. Gần không nghe đến một tiếng gì, chứ không có tiếng gió. Tổng thể em này quá ok các bác nhé. Dây này là dây nó ấy nhá. À đây, nút lên xuống các bác nhé. Đây, nút này lên xuống ở cái chỗ cổ trên này cơ. Những cái con khác thì nút ở thân hoặc là nút xoáy, những con này thì nút ở trên này. Đồng sáp này nó rất là lắm nút, nó thiết kế rất là độc dị. Đấy, nút đỏ đỏ là nút lưng hạ thân. Đây. Dây còn nguyên zin các bác nhé, dây rất to trắng. Con này tổng thể rất ok, hoạt động bình thường. Mọi chức năng công năng hoạt động bình thường, gió êm. Nhìn sang xịn mịn. Đấy, các bác nào để phòng khách hoặc là để phòng ăn hoặc phòng ngủ rất ok các bác nhé. Các bác để đến cái đôn khoảng tầm 40-50 phân nữa. Còn để phòng khách thì nó vừa em tắt quạt đi em nói cho nó đỡ ồn. Đấy. Thì con này rất ok các bác nhé.
các bác vừa để chơi vừa để hưởng thụ này, rất độc lạ. Đấy. Sáp này làm đa số là những cái sản phẩm của em của hãng này làm nó ấy lắm. Này, logo logo này nhìn các bác nhìn này, sáng quắc, nhựa thì đấy. Sơn và anh Sơn nó thiết kế theo cái lồng theo cái kiểu dạng nói chung là nhìn rất là độc lạ đấy. Em này nếu mà để ra mà để soi lỗi thì con này gần như là rất ít lỗi. Còn ngoài ra những cái vết mà điểm điểm chấm chấm nứt chân chi gọi là xước chân chim thì mới xước tóc thì không đánh được các bác nhé. Đấy. Đã gọi là mình gọi là hàng cũ mà, gọi là hàng bãi, hàng đã qua sử dụng thì cái chất lượng của nó sẽ vẫn là như thế thôi. Nhưng mà về hình thức thì nó sẽ nhiều cái nó sẽ bị ảnh hưởng một chút. Nhưng mà không đáng kể bác nhé. Đấy. Tổng thể em này rất ok. Đây, đế điếc vẫn rất ngon. Đấy, nhìn các bác này. Gần như là nó không có một cái ấy gì luôn, còn vài cái điểm góc thôi thì không bị sao. Chỉ thỉnh thoảng điểm bị xước. Đấy, điểm trừ không đáng kể. Thế để ra mà bỏ ra một cái số tiền nó cũng rất là bình thường, mà lại có một em quạt gang sắt cổ kính độc lạ thì không cái điểm trước nho nhỏ này không đáng gì các bác nhé. Vâng, thì em này em bán giá công khai luôn là điện nguyên zin 100V, giá bán tại cửa hàng em bán con này 4 triệu đồng các bác nhé, điện nguyên zin 100V. Đấy, thế các bác nào mà lên nguồn các bác cộng với em thêm 100k nữa. Thế các bác nào mà chuyển khoản hết thì em vẫn bao ship. Cửa hàng em là từ trước đến giờ này ai mà cứ chuyển khoản đủ, tức là ví dụ tổng giá trị của cái quạt là 4 triệu chẳng hạn, thì các bác chuyển cho em 4 triệu thì em sẽ phải đi ship cho các bác đến tận nhà. Đấy. Còn bác nào mà có nhu cầu là mà muốn lên nguồn thì các bác cộng cho em thêm 100 nữa. Đấy, cái nguồn là trị giá 120 em hỗ trợ công nắp, em vẫn tính 100 thôi. Vâng. Đấy, là em giá công khai 4 triệu, điện nguyên zin 100V. Đấy, còn em sang em thứ hai, một em quạt Sanyo có chiều cao từ 85 đến 90 cm, có sải cánh 30 năm. Con này thì quá ok các bác nhé. Đấy, nhưng mà vừa em lau cái tí nước ấy cho nó đâu vẫn chưa sạch. Đấy, thì em này có 5 bàn phím. Đấy, nút này là nút nâng lên hạ xuống, nó còn được nút hãm của ấy đấy, của cái trụ lưng này, trụ nâng cao này. Đấy, và 4 phím này là 3 chế độ gió, 1, 2, 3 này, phím 0. Đấy, tút răng cáp. Đấy, em này tổng thể sắt hết các bác nhé. Đấy, bầu sắt các bác nhé, bầu sắt cổ mỗi cánh là nhựa thôi các bác nhé. Và cái này là mặt gang sắt, nhưng mà chỗ này là ốp nhựa bác nhé. Ở xung quanh nó là sắt hết, cái mặt này là mặt nhựa, đế sắt các bác nhé. Đấy, sải cánh 35, cánh đục. Cánh này nhìn rất là sang. Đấy, cánh còn đục xanh ngọc đấy. Một này màu xanh ngọc. Đây logo của em ở đây các bác này. Đấy, quá chất. Các bác nào mà trong thiếu bộ sưu tập của các bác mà thiếu con này thì liên hệ với em. Đây thì sau này em test chức năng của nó luôn. Lúc này là nút hãm lên xuống này. Này là nút mở này, lúc này nút hãm này. Đấy. Em mà xong này em bật số 1 đồng thời là bật túm năng luôn. Đấy. Chạy rất êm các bác nhé. Nhìn đấy chắc chắn lắm. Dòng gang sắt này thì không chê được đâu được. Và số 3.
Đấy. Quá ok luôn. Gió to nên là bác nào phòng khách mà rộng đấy thì nên sưu tầm lấy một em sải cánh 3 năm, vừa bày vừa 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 chơi. Thì vòng phòng rộng thì nên dùng cái loại cánh 3 năm hoặc có cánh 40 thì nó mới vừa đủ mát, mà dòng cánh 3 năm thì nó hiếm hơn là dòng cánh 30, cánh 30 thì sẵn. Đấy, bác nào phòng khách rộng, phòng ăn rộng thì nên sử dụng cái bọn em có sải cánh 3 năm hoặc hơn nữa. Sải cánh 3 năm logo còn sáng quắc. Đấy, các bạn nhìn. Đây mặt của em đây, em xin phép em tắt đi nói cho nó đỡ. Mặt của em đây quá ok các bác nhé. Để mà em quạt có thâm niên là 50 năm thì quá ok. Đấy, đây trụ úp nóc trụ này cũng có một vài điểm nó hơi sức hơi hơi sức sước một tí. Đấy, em có cánh này thích các bác nhé, cổ gang sắt. Cổ dưới gang sắt, cổ trên à, cổ trên cổ nhựa màu sắt các bác nhé. Cái chỗ này là băng dính các bác nhé, em lau vẫn nó vẫn chưa sạch, vệ sinh nó vẫn chưa được kỹ lắm, em đã tra hết tất cả dầu mỡ rồi. Thế còn nồng thì của em nó thì cũng có núm núm vài vết xước đây, ví dụ như vết xước này chẳng hạn, có một vài vết xước sức sơn các bác nhé. Nếu mà bác nào muốn đẹp thì có thể một thêm một vài trăm nữa các bác đi ra cái điểm sửa sơn sửa ô tô xe máy đấy. Các bác spa qua tí thì ok. Thế còn em thì em vẫn đã bán nguyên đai nguyên nguyên kiện vẫn y xì phọc như thế. Về bác nào có nhu cầu còn mặt đấy thì đây em này được được cái mặt. Em này thì được cái dáng mới lại da đẹp rồi này, nhất dáng nhì da đấy, cái mặt mặt đẹp này đấy, dáng cao này đấy, cao to. Thế còn da thì em nó cũng có tí núm đúng hoa sen hoa súng thì nó không đáng kể bác nhé, vì cái một đây là tất cả vết xước sơn chứ chưa han đâu bác nhé. Đấy, xước thôi chứ không phải là han. Đấy, han thì nó khác. Quá ok các bạn. Vâng. Thì em Sanyo này em bán giá công khai tại cửa hàng là em bán 5 triệu các bác nhé. 5 triệu đồng. Điện nguyên zin 100V. Đấy. Nếu bác nào chuyển khoản hết thì em sẽ free ship cho các bác. Con này free ship con này nếu mà tiền ship của con này nếu mà loanh quanh nó tầm khoảng tầm 130 140. Vì là con này nó rất là nặng. Đấy, nặng lại còn to nữa. Nặng to này thì cái hộp của nó phải to, mình chắc nó tầm khoảng 150 đến trăm trăm rưỡi 160 đổ lại, nhưng mà không sao các bác chuyển khoản đủ em vẫn 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 phải đi ship cho các bác, không vấn đề gì. Vì cái quạt bây giờ là nó vào bắt đầu chớm bắt đầu vào đầu vụ nên là quạt nhập nó hơi đắt kể ra, nên nếu mà con này vào vào cái thời tiết mùa đông thì nó sẽ không đến giá như này. Nhưng bây giờ bọn em nhập giá nó cao rồi thì em bán nó cũng nghỉ như một chút 1-200 một chiếc, quạt nào bây giờ cũng lên 1-200 một chiếc đấy. Đấy thì em bán giá con này là công khai điện 100V giá 5 triệu đồng. Thì em có địa chỉ tại Cộng Lạc Tứ Kỳ Hải Dương đấy. Mong số điện thoại cộng số Zalo của em là 0969 135 686 đấy, địa chỉ và số điện thoại rất rõ ràng đấy. Ngoài ra em còn rất nhiều những cái phân khúc mà hàng mới về. Đấy. Hàng mới về các bác nhé. Hàng rất là độc lạ, hiếm. Đấy, các bác nào alo cho em thì em sẽ tư vấn và chụp ảnh chi tiết từng sản phẩm một. Vâng, video buổi sáng hôm nay em sẽ dừng tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Mong các bác ủng hộ em một nút like, một nút đăng ký kênh. Vâng, cảm ơn các bác.